Xin chào các bạn, đây là Nguyễn Nam Khánh, năm 27 tuổi. Chào mừng các bạn đến với chương trình Đại Tiệc Giáng Sinh. Các bạn ơi, Giáng Sinh hay còn gọi là Noel được tổ chức vào đêm 24 ngày 25 tháng 12 đấy, là ngày Chúa Giêsu ra đời. Các bạn biết không, Giáng Sinh có rất nhiều điều thú vị như ông Già Noel tặng quà, được trang trí cây thông Noel, được dừng nghỉ tiết. Còn tớ thích nhất là được ông Già Noel tặng quà. Năm ngoái tớ được ông Già Noel tặng một chiếc Rubik rất đẹp. Còn các bạn thì sao? Hãy kể cho mình nghe nhé. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.